Dưỡng Phúc à, huynh hãy nói đi, huynh còn do dự cái gì nữa chứ? Hả? Ta xin lỗi Thái Nhi, đời này ta nợ muội rồi, kiếp sau ta sẽ trả muội. Dưỡng Phúc! Dưỡng Phúc! Lão phu nhân, ta không xem, ta không xem nữa, chúng ta về. Dạ được, dạ được. Đi. Đại nhân, Dượng Phúc đã tự sát rồi. Dượng Phúc à, Dượng Phúc, sao huynh lại ngốc như vậy chứ? Huynh để muội ở lại đây một mình, làm sao muội sống được đây? Dượng Phúc à, huynh tỉnh dậy đi mà. Sao huynh nhẫn tâm bỏ muội lại một mình như vậy chứ? Huynh tỉnh lại đi Dượng Phúc à, huynh hãy mau tỉnh lại đi, đừng làm muội sợ mà Dượng Phúc. Muội có rất nhiều điều muốn nói với huynh, sao huynh lại bỏ muội ở lại đây một mình như vậy chứ? Tới cuối cùng Dượng Phúc vẫn không chịu nói gì hết, cho nên chúng ta cũng chưa biết được hung thủ thực sự là ai. Trong nhà lại mất một mạng người, lão gia lại bệnh càng thêm nặng, ta thực sự không biết được phải làm sao mới ổn nữa đây. Trời ơi, giờ chỉ cần tìm được chứng cứ nhị phu nhân đã giết người, sau đó bắt lấy cô ta thì Tô gia của người sẽ trở lại bình yên thôi mà. Hồng Diễm không thể là hung thủ. Hồng Diễm vào Tô gia nhiều năm, ta rất hiểu tính cách cô ta. Cô ta tuy là có hơi ngang ngược, nhưng không hề ác độc như vậy. Nhưng mà trên dưới của Tô gia thì cũng chỉ có nhị phu nhân mới có lý do sát hại Lăng Bình, không phải sao? Nếu cô ta thực sự muốn đuổi Lăng Bình đi thì lúc trước có rất nhiều cơ hội, việc gì phải chờ khi Lăng Bình sắp sửa lâm bồn thì mới ra tay chứ. Ai mà biết cô ta đang nghĩ cái gì chứ? Đối với cái loại nữ nhân có tâm tư bất thường giống như cô ta thì chân tướng sự việc chỉ có cô ta mới biết thôi. Tình hình mọi chuyện hiện giờ có hơi giống với trong hậu cung của hoàng thượng. Nhìn bề ngoài thì mọi người đều là tỉ muội tốt, nhưng mà thực tế chỉ có một chút xíu chuyện nhỏ nhặt mà gây náo loạn cả một phương luôn. Nè, chỉ mất mạng người thì vẫn là chuyện nhỏ đó, chứ nếu mà nghiêm trọng còn liên lụy tới cả người thân ở bên ngoài hoàng cung nữa, xui xẻo lắm luôn. Mọi người coi, là họa vô đơn chí đó. Có chuyện này sao? Ủa, ngay cả ta còn không biết, sao huynh lại biết vậy? Huynh là cái gì chứ? Đương nhiên huynh không biết rồi. Những chuyện như vậy đương nhiên chỉ có người trong cung thì mới biết được thôi. Tiểu Liên, những chuyện ở trong cung này sao ngươi lại biết được rành mạch như vậy chứ? Hay, đương nhiên là tôi là đương nhiên là trước đây tôi đã từng gặp một người là cung nữ già đã được xuất cung đó. Người đó kể tôi biết. Cung nữ già? Thì là cung nữ rất già cho nên mới được xuất cung đó. Cung nữ rất già nên xuất cung. Nè, sao ta lại chưa từng được gặp? Nè, rốt cuộc là già thế nào? Liên quan gì tức huynh chứ? Nói nhiều quá. Cô à, nếu như không phải Liễu Hồng Diễm thì người cảm thấy có thể là ai? Chuyện này, trời ơi, ta thực sự cũng không biết gì hết. Trời ơi, còn cần phải nghĩ nữa sao? Theo như ta thấy, trên dưới Tô gia của người, người mà đáng nghi nhất, người mà có nhiều động cơ nhất chỉ có nhị phu nhân mà thôi. Ngoài cô ta ra không còn ai khác đâu, đúng không? Chỉ nghe lời nói một phía của ngươi, Bành đại nhân không thể định tội cô ta được đâu. Nhất định phải tìm ra chứng cứ xác thực mới được. Con coi Nguyên Nguyên ngoan quá chừng. Rồi, đừng khóc. Thôi mà đừng khóc nữa nha, Nguyên Nguyên ngoan. Ô, ngoan nha, Nguyên Nguyên ngoan nha. Ta trước nay cứ luôn không có con cái,
bây giờ có Nguyên Nguyên ở bên cạnh của ta, ta thực sự cảm thấy rất vui. Ê, ngoan nha, ngoan. Phu nhân, cầu xin người hãy giúp Nguyệt Nhi. Nhị phu nhân, Nguyệt Nhi đã biết lỗi rồi, xin chị phu nhân tha thứ. Xin chị phu nhân mở cửa cho Nguyệt Nhi vào đi. Cho Nguyệt Nhi ở bên cạnh nhị phu nhân. Nhị phu nhân, xin hãy tha thứ cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi đã biết lỗi rồi, sẽ không làm nhị phu nhân không vui nữa. Nhị phu nhân, nhị phu nhân. Trời ơi, cô quỳ ở đó làm gì chứ? Trời ơi, cô đứng dậy đi. Nhị phu nhân, Nguyệt Nhi biết Nguyệt Nhi làm ra chuyện có lỗi với người, xin người tha thứ cho Nguyệt Nhi. Trời ơi, con người này là một kẻ bạc bẽo vô tình. Nếu cô tiếp tục đi theo cô ta thì ta đảm bảo cô sẽ không được sống một ngày tháng tốt lành nào hết. Cô nên biết thức thời một chút đi, nhân cơ hội lần này mau đi tìm đường khác để mưu sinh. Nè, phải đó, con người ta luôn hướng về nơi cao, làm nha đầu cũng phải theo đúng người thì mới có ngày rạng rỡ. Nè, đối với loại chủ nhân vô lương tâm như vậy, cô theo cô ta chắc chắn sẽ không có ngày rạng rỡ đâu. Trời ơi, được rồi được rồi, mọi người đừng nói gì nữa. Nguyệt Nhi nè, đứng dậy đi. Nào, đứng dậy đi. Mọi người đều là người ngoài, hoàn toàn không hiểu được nội tình. Hồng Diễm không phải là một người nhẫn tâm, bây giờ cô ấy chỉ là đang tức giận, chứ không thể bỏ Nguyệt Nhi. Đợi cô ấy hết giận thì sẽ ổn thôi. Hay trời, cô ta chẳng qua chỉ là nhị phu nhân thôi, tỏ vẻ cái gì không biết. Nè Nguyệt Nhi, theo ta thấy cô vẫn nên đi theo đại phu nhân. Phu nhân là người tốt, sau này cô không cần phải chịu cực chịu khổ ở nhị phòng nữa hết. Nè, đúng 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 đúng. Ê, đại phu nhân hiền lành nhân hậu, nếu mà cô đi theo đại phu nhân nè là đúng nhất đó. Nhưng mà tôi vẫn muốn được ở bên cạnh của nhị phu nhân. Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, sao mà cô ngu như là con heo vậy hả? Cô cầu xin cô ta như thế nào cô ta cũng không quan tâm cô đâu. Cô đừng có bỏ công sức ra cho người đã ngoảnh mông làm gì. Ê, trời ơi, Tiểu Liên à, ở trước mặt bao nhiêu là nữ nhân như vậy, sao huynh nói chuyện thô thiển quá vậy? Bộ không được sao? Hả? Ta nói chuyện thẳng thắn vậy đó. Ê, ai mà giống như huynh giả bộ cao sang. Nè, được rồi, đừng cãi nữa. Cô ta đang ở đây, người sẽ biết giải quyết. Cô người thấy phải làm sao đây? Lúc đầu lão gia đã giao Nguyệt Nhi cho Hồng Diễm, ta không thể quyết định. Trời ơi, mấy người đứng đây ồn ào huyên náo gì đó, ta muốn yên tĩnh cũng không được sao? Ta hỏi cô, Nguyệt Nhi rốt cuộc đã phạm phải lỗi gì hả mà cô lại hành hạ cô ấy? Ta hành hạ nó? Ta hành hạ nó hồi nào chứ? Các người ai nhìn thấy ta hành hạ nó? Không có. Nhị phu nhân không hề hành hạ tôi, nhị phu nhân rất Nguyệt tốt với Nhi, tôi. Cô ta ức hiếp cô như vậy mà cô còn bên cô ta hay đừng sao? Đừng nói nữa. Trời ơi, Nguyệt Nhi nè, sẽ có một ngày cô ta nhất định sẽ hại chết cô. Cô còn không biết tại sao là chết đó. Chính xác rồi đó. Rồi cô sẽ giống y chang như là Dượng Phúc vậy. Người câm miệng lại cho ta. Ta hại Dượng Phúc hồi nào? Ta làm ra chuyện xấu xa tàn ác hồi nào? Các người nói rõ ta nghe, nói rõ ta nghe. Nguyệt Nhi trung thành với cô như vậy, cô lại không màng đến sống chết của cô ấy, như vậy không phải là xấu xa tàn ác sao? Ngươi rảnh rỗi nên lo nhiều chuyện bao đồng quá. Cả đám các ngươi từ sáng tới tối cứ đổ hết tội lên đầu của ta, muốn hại ta phải ngồi tù. Vậy thì các ngươi tới nhà môn kiện ta đi. Hồng Diễm, Hồng Diễm, họ cũng chỉ là thương cho Nguyệt Nhi, nhưng lời vừa nói muội đừng để trong lòng. Trời ơi đại tỷ, lão gia giờ đang bệnh liệt giường nên tôi gia tỷ là lớn nhất mà. Tỷ lòng dạ lương thiện, một lòng hướng Phật, không màng thế tục. Giờ lão gia đột nhiên đổ bệnh khiến tỷ nhất thời bị hoang mang, chuyện này muội cũng hiểu. Nhưng mà có chuyện muội không hiểu, tỷ gặp phải chuyện lại không chịu hỏi muội, mà lại cứ muốn bị cả đám người ngoài này xỏ mũi dắt đi, khiến cho cả Tô gia trên dưới rối loạn. Chuyện này rốt cuộc là tại sao chứ? Mọi người cũng vì nghĩ cho Tô gia mà thôi. Cả một đám người không liên quan chạy tới lo cho Tô gia, chắc chắn là không có ý tốt rồi. Cái gì mà người ngoài? Ta là cháu ruột của cô, sao có thể coi là người ngoài chứ? Ta lo chuyện của Tô gia là lẽ đương nhiên thôi. Ngươi cũng mới nói đó, ngươi chỉ là cháu của đại tỷ chứ không phải là con trai. Cô, ngươi không phải người ngoài,
Không lẽ lại là người trong nhà của Tô gia hay sao? Cô ăn nói ngang ngược thật đó. Sao vậy? Bộ ta nói không đúng hay sao? Hoàng Thiên Bá, ngươi đừng có quên, ngươi là họ Hoàng chứ không phải là họ Tô. Ngươi đừng tưởng nhân lúc lão gia đang bệnh thì dẫn đám bằng hữu heo chó này tới Tô gia gây sự, rồi kiếm cháp một vài lợi ích. Ta cho ngươi biết, có Liễu Hồng Diễm ta ở đây sẽ giúp lão gia trong chừng gia nghiệp. Ngươi đừng hòng lấy được một xu nào hết, cả các người nữa. Anh nè, cô đó, cô đúng là ăn cướp còn la làng. Ta đã nhịn hết nổi rồi. Cô làm sao mà cô dám? Nè, trời ơi, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Phải nhò nhã một chút ha. Trời ơi, đại tỷ, tỷ coi đám bằng hữu của Hoàng Thiên Bá cả ngày cứ kiếm chuyện, khiến cả Tô gia ta không yên bình. Nếu tỷ bây giờ không thể hiện rõ oai phong của phu nhân đương gia lo liệu chuyện này thì Tô gia ta thực sự đã sập rồi. Cũng đều tại tôi, đều là lỗi của tôi. Tôi không nên đi cáo trạng, không nên khiến cho cả Tô gia không được yên bình. Tôi bây giờ tôi chết đi cho rồi. Thế Nhi, cô định làm gì vậy? Trời ơi, đúng vậy đó, tự nhiên cô lại đòi đi chết. Muốn chết thì phải là cô ta chết chứ. Người muốn chết thì đi ra ngoài hẳn chết, đừng có chết ở Tô gia ta, khiến cho ta bị xui xẻo. Cô cô à, cô ta thực sự là quá đáng. Người vẫn cứ nhẫn nhịn như vậy sao? Gia hòa vạn sự hưng mà, ta chỉ mong được sống thật an nhiên mà thôi. À, Nguyệt Nhi, ngươi tạm thời đi theo ta đi, ta sẽ tìm cơ hội đăng nỉ giúp cho ngươi. Đa tạ phu nhân. Ủa, đại ca, đi bán hàng sao? À, phải. À, cho hỏi hả? Nhà nào có trẻ con mới sinh vậy? À, nhà bên đó đó. À, đi thôi. À, ủa, đại tổng, cho hỏi trong nhà có đứa bé nào mới bị bắt đi không? Đâu có. Đại nhân. Ừ. Đại nhân, mời. À, hả? Xin hỏi nhà cô tỷ có bị lạc mất con không? Không có. À, không có, mình đi thôi. Đại nhân đi hỏi chuyện trẻ con bị mất tích, có phải vì nghi ngờ đứa bé sinh trong quan tài đó là bị bắt không? Thu Quan, không lẽ huynh thật sự nghĩ người chết có thể sinh được con sao? Tôi cũng không nghĩ người chết có thể sinh con. Nhưng mà hung thủ tại sao lại bày ra trò này, diễn dở kịch sinh con trong quan tài chứ? Ta thì lại cho rằng kẻ bắt đứa trẻ và hung thủ không phải là cùng một người. Hả? Không phải là cùng một người sao? Thu Quan, chúng ta thử đặt giả thiết. Nếu như Lan Bình thật sự bị Liễu Hồng Diễm hại chết, vậy thì Liễu Hồng Diễm tại sao lại bày ra chuyện sinh con ở trong quan tài để thu hút chúng ta làm gì chứ? Ừ, đại nhân nói rất có lý. Chúng ta lại đưa giả thiết tiếp. Nếu như Lan Bình không phải do Liễu Hồng Diễm hại chết, vậy thì chuyện mà Thái Vi đánh trống cáo trạng rốt cuộc là vì động cơ gì? Nguyệt Nhi, hả? Lần này vì muốn cứu tôi, cô đã bị nhị phu nhân đánh hết mấy lượt rồi, có phải cô đau lắm không? Không đau, không đau đâu Thái Nhi. Tôi bôi thuốc cho cô. Nè, không cần đâu, không cần đâu. Hả? Sao nhị phu nhân lại tàn nhẫn như vậy, đánh cô đã nông nổi này? Đây không phải là nhị phu nhân đánh đâu, là vết bớt. Vết bớt? Đúng vậy. Lúc tôi vừa mới sinh ra đời thì có vết bớt này rồi. Lúc đó tôi đã nghĩ có thể vì vết bớt này xấu quá nên cha mẹ tôi mới không cần tôi nữa. Sao có thể chứ? Cô quên rồi sao? Khi chúng ta còn nhỏ, mỗi lần cô và Dưỡng Phúc đi xuống suối chơi, tôi đều rất ngưỡng mộ. Nhưng mà tôi chỉ dám đứng ở trên bờ, tại vì tôi cảm thấy nó rất là xấu. Thì ra là như vậy sao? Chuyện gì vậy? Nguyệt Nhi, vừa rồi cô nhắc lại chuyện khi còn nhỏ, khiến cho tôi nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi ba chúng ta vừa mới vào Tô gia. Cô có còn nhớ lúc đó, khoảng thời gian đó, tôi, cô và cả Dưỡng Phúc, ba chúng ta cả ngày luôn ở bên nhau, ngày nào cũng chơi đùa rất là vui vẻ. Bay lên rồi kìa. Nhìn kìa, nhìn kìa. Dưỡng Phúc à, chạy đi, cho Dưỡng bay cao lên. Cao quá đi. Bay kìa. Bay cao quá. Dạ, cao quá luôn kìa. Quá trời cao. Bay đi. Đứng lại đi. Nào,
Đứng lại đi. Nè, nó chạy nữa rồi. Sao bắt được rồi? Ê, bắt được rồi. Tôi mà chơi trò này là lợi hại nhất đó. Không ai thắng nổi tôi đâu. Ôi trời ơi, cô ngốc quá đi. Cô mới ngốc đó. Tới tôi nha. Tới tôi. Đâu có làm được, còn chê tôi. Wow, giỏi quá đi. Lợi hại đi. Ông giỏi dữ vậy nè. Chữ Phúc là giỏi nhất. Mình lợi hại thật đó. Chữ Phúc à, giỏi quá, giỏi quá. Hay quá đi. Chữ Phúc rất giỏi. Chữ Phúc là giỏi nhất. Thật sự đã rất lâu rồi không được chơi vui tới như vậy đó. Nếu chúng ta có thể mãi mãi vui vẻ như vậy thì tốt quá. Tôi rất hy vọng. Chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Dưỡng Phúc, mình có thích muội không? Thái Nhi. Hả? Đừng tưởng cô không lên tiếng, tôi không biết được cô và Dưỡng Phúc đang nói chuyện gì nha. Hả? Hả? Có phải cô hỏi Dưỡng Phúc có thích cô không phải không? Tôi đâu có hỏi như vậy. Cô đừng có nói bậy mà. Còn bày đặt xấu hổ. Tôi chọc hai người thôi. Hả? Trời ơi, làm tôi hết hồn. Tay của tôi. Nguyệt Nhi, cô bị sao vậy? Không sao đâu, chủ lão già có thuốc. Tôi đi tìm lão già. Hả? Ê, nè. Đừng đi, lão già không thể cho muội hạnh phúc đâu. Lão già không thể cho muội hạnh phúc, huynh cho được sao? Dưỡng Phúc, huynh yêu Thái Nhi đi. Thái Nhi mới là hạnh phúc của huynh. Thật sự không ngờ Dưỡng Phúc lại ra đi như vậy. Thái Nhi, người chết không thể sống lại được, cô đừng buồn nữa nha. Yên tâm đi Nguyệt Nhi, trước khi chưa báo thù cho Dưỡng Phúc, tôi sẽ luôn kiên cường sống tiếp. Thôi được rồi, đừng vì một câu nói của tôi và vết bớt này mà khiến cho bản thân lại sầu như vậy. Cô cũng đã bị đánh, có đau không? Không đau, không đau. Cô coi cô kìa, lần này vì muốn cứu tôi mà bị nhị phu nhân đánh nhiều như vậy, cô chắc chắn còn đau hơn tôi. Chúng ta là tỷ muội tốt mà, cho nên không sao đâu.